quyết tâm để cố gắng xin vào được chuyến bay, thực hiện chuyến bay đó. Cho đến giờ phút này, trước hội đồng xét xử, bị cáo vẫn khẳng định một điều rằng là chính những cái hành vi mập mờ, tất cả các hành vi mập mờ trong cuộc xét xử thì đã là thúc ép hành động của bị cáo, và chính cái động cơ đó đã thúc đẩy bị cáo cũng như cái đồng nghiệp của bị cáo là bị phạm tội. Vấn đề thứ hai bị cáo muốn trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo cũng đã từng trình bày trước hội đồng xét xử là trong suốt quá trình xin cấp phép chuyến bay đến tận tháng 9 năm 2021 là bị cáo không hề, chưa hề tiếp xúc với bất kể một cá nhân, một tổ chức nào có chức năng thẩm quyền để giải quyết chuyến bay. Và bị cáo đã thông qua một cá nhân là Hoàng Anh Kiếm với tư cách là người làm dịch vụ, lúc đó cũng là gọi là cộng tác viên của công ty, giao cho bị cáo Hoàng Anh Kiếm đi xin cấp phép chuyến bay. Mục đích của bị cáo rằng chỉ mong muốn và chỉ cần có được việc làm, có được cái chuyến bay để đưa công dân về nước. Và bị cáo đã làm những việc đó cho đến khi mà cơ quan an ninh điều tra công bố kết luận điều tra thì bị cáo mới biết rằng bị cáo Kiếm đã sử dụng một phần tiền bị cáo đưa cho để đưa vào hối lộ cho một số tổ chức cá nhân để xin cấp phép chuyến bay. Và bị cáo rất rõ điều đó là hành vi phạm tội. Bị cáo cũng đã nhận tội một cách rất thành khẩn. Và những cái việc sau thì bị cáo cũng đã trình bày với hội đồng xét xử. Kính thưa hội đồng xét xử, thì riêng hoàn cảnh bị cáo thì các vị luật sư đã trình bày nó cũng có sự khác biệt so với gia đình khác. Tại công ty Lữ Hành Việt và tại gia đình bị cáo thì bị cáo Vũ Thị Dương là vợ của bị cáo thì lệ thuộc bị cáo hoàn toàn, lệ thuộc hoàn toàn về công việc, về tài chính, về tình cảm. Và tại cái thời điểm dịch bệnh xảy ra thì bị cáo Vũ Thị Dương đang nuôi con nhỏ 1 tuổi. Tất cả các hành vi bị cáo Vũ Thị Dương thực hiện đều do sự chỉ đạo của bị cáo, thì cái đó thể hiện cho cáo trạng rồi. Có thể có nhiều cách diễn đạt, nhưng thực tế thì sự thật là bị cáo đã sai khiến bị cáo Vũ Thị Dương làm việc đó. Chính bị cáo đã đẩy bị cáo, vợ bị cáo còn được phạm tội, mặc dù là vô tình. Sao chỉ biết? Kính thưa hội đồng xét xử, thì đứng trước tòa bị cáo rất tha thiết đề nghị hội đồng xét xử nhân văn nhân đạo, rộng lượng khoan hồng với gia đình bị cáo, cho vợ bị cáo là Vũ Thị Dương được cộng hòa xã hội, được làm một công dân, làm nghĩa vụ một người con đối với cha, nghĩa vụ cha mẹ đối với